Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật tới cho anh chị và các bạn thông tin về một chiếc xe Peugeot 3008 sẽ có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu đen với đầy đủ những cái tiện nghi tính năng hóc sửa anh chị và các bạn có thể tham quan và khám phá cùng em. Phần đầu xe thì nổi bật với hệ thống đèn chiếu sáng của xe Peugeot, với những cái chi tiết bóng đèn chiếu sáng thông minh, với như là các phần như hệ thống đèn gầm, tính năng cảm biến, cửa đèn pha được trang bị đầy đủ. Các chi tiết mép nối, mép cản, sơn si của chiếc xe thì vẫn giữ được độ đẹp. Mâm của chiếc xe trang bị cho anh chị và các bạn là mâm hợp kim, với những cái chi tiết lốp láp vẫn còn giữ được độ hoàn hảo. Và chiếc xe này thì là phiên bản Alu, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ và áo gương được sơn đen trông nó sport hơn. Ở đây là những cái chi tiết dọc thân xe anh chị và các bạn có thể tham khảo. Và chi tiết nó vẫn còn rất đẹp, đuôi xe với những tạo hình móng vuốt sư tử và những cái chi tiết tính năng an toàn cơ bản, cảm biến cam lùi, hệ thống đèn cảnh báo và gạt mưa. Cốp của chiếc xe này vẫn sử dụng là cốp cơ. Bên trong đây là những phần quan ốc bản lề và những cái chi tiết ốc áp keo chỉ tinh tán, tất cả các chi tiết nó còn trong tình trạng là nguyên bản cho anh chị và các bạn có thể kiểm tra check test. Địa chỉ xem xe anh chị bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng Việt Nguyên Auto, số 575961 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội, có thể xem xe trải nghiệm anh chị nhé. Với dàn lốp sơ cua của chiếc xe đây vẫn còn nguyên này, vạch sơn của nhà sản xuất. Các phần chi tiết như là phần đỉ cốp vẫn giữ được độ đẹp do chở đồ ít. Đường nét tổng quan thì em sẽ quay kỹ đầy đủ chi tiết cho các bạn có thể tham khảo. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe nó chỉ hơn 9 lít cho đường trong đô thị và hơn 6 lít cho đường kết hợp và hơn 5 lít cho đường trong đô thị, à ngoài đô thị. Mức tiêu hao nhiên liệu rất đáng để anh chị và các bạn quan tâm. Đây là những cái chi tiết tổng quát nhất về ngoại thất như là phần sơn si. Chiếc xe rất đáng để anh chị và các bạn lưu tâm. Đây là những cái đường nét tổng quan về hệ thống cánh cửa này, rồi là những phần táp ly cánh cửa. Tầm giá của chiếc xe này thì bây giờ nó cũng vô cùng hợp lý, chỉ khoảng hơn 700 triệu là anh chị bạn thể sở hữu rồi. Đây là những cái phần như là tem mác này, hệ thống chi tiết để ghế ngồi. Đấy, chất lượng trần xe có trang bị cho anh chị và các bạn là cửa sổ trời toàn cảnh, rồi là hệ thống cửa gió điều hòa trung tâm, bệ thủy tay. Những tính năng option của chiếc xe nó trang bị rất là nhiều. Để trải nghiệm thực tế được thì em mời anh chị và hãy qua cửa hàng. Đây là những phần cánh cửa cánh lái này, keo chỉ, những phần con ốc, táp đi cánh cửa và chất lượng từ những phím bấm chức năng lên xuống kính, chỉnh gương. Ghế thì trang bị chỉnh điện đa hướng và có trang bị gương hơi lưng này. Đấy, rồi là những cái chi tiết dọc thân xe này anh chị có thể thấy qua. Các chi tiết nó vẫn còn rất đẹp từ phần ba ghế lái đến ghế phụ. Hệ thống an toàn thì nó có trang bị phanh tay điện tử, rồi các chế độ lái, các chế độ đường, rồi là hỗ trợ đổ đèo và khởi hành ngang dốc, để đổ start top, xây ghế được trang bị đầy đủ. Các phím điều chỉnh chức năng, nhiệt độ, điều hòa, tất cả các thứ đây có thể chị có thể điều chỉnh trên này luôn được, hoặc là mình tăng giảm tùy theo trên đấy. Rồi hệ thống vô lăng của chiếc xe trang bị vô lăng, với tạo hình vô lăng của chiếc xe trông rất là nổi bật và lôi cuốn. Lễ chuyển số thể thao cũng được trang bị đèn auto, gạt mưa auto, và phía sau vô lăng là cụm đồng hồ hiển thị thông tin sắc nét với những cái thông số để chị bạn có thể thấy, có cả cảnh báo tốc độ cũng như là các tính năng tiện nghi của chiếc xe, anh chị bạn có thể tham quan. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về hệ thống máy móc của chiếc xe này. Các bạn đây là một chút mở xe để các bạn có thể tham quan. Đây là những cái phần máy móc của chiếc xe, các chi tiết ốc thanh răng, rồi những phần ốc bắt đèn này, hệ thống ốc mặt máy, ốc chân máy. Tiếng động cơ của chiếc xe nó rất êm, anh chị có thể nghe qua.
chiếc xe rất đáng để anh chị và các bạn lưu tâm trong tầm giá. Với chiếc xe Peugeot 3008 phiên bản Allure, anh chị và các bạn đang quan tâm đây với mức giá là 785 triệu còn giảm giá và thương lượng, có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu.